Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tổng quan về việc sản xuất các bản vẽ kỹ thuật với Revit và BIM. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn 6 điểm lưu ý mà các bạn cần phải biết trước khi các bạn bước vào với cái giai đoạn triển khai bản vẽ kỹ thuật. Và đặc biệt, 6 cái lưu ý này nó cũng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc ứng dụng Revit và BIM trong toàn bộ cái giai đoạn thiết kế của dự án, từ concept đến cái giai đoạn triển khai bản vẽ là như thế nào. Ok. Cái kiến thức số 1 mà các bạn cần biết đó là về việc sản xuất bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ không. Thì đây thường là giai đoạn sau, đặc biệt là đôi khi là nó sẽ là giai đoạn cuối của quá trình thiết kế. Trong quá trình thiết kế thì chúng ta sẽ thường có 3 cái giai đoạn. Mình tóm tắt nó có khoảng 3 cái giai đoạn đi. Nó bao gồm giai đoạn concept design. Sau giai đoạn concept design, tức là giai đoạn thiết kế ý tưởng, thì chúng ta sẽ bước qua giai đoạn basic design, tức là giai đoạn thiết kế cơ sở. Và sau đấy, sau basic design thì chúng ta sẽ đi vào sản xuất các bản vẽ chi tiết, các bản vẽ thi công. Thì mình gọi chung nó là nằm ở giai đoạn detail design. Và thường cái giai đoạn để chúng ta làm ra các bản vẽ kỹ thuật thường nó sẽ nằm ở giai đoạn basic design và detail design. Bởi vì thường concept thì người ta sẽ không làm nhiều về bản vẽ mà chủ yếu là các hình ảnh về thiết kế mà thôi. Thì các bạn có thể hiểu rằng đấy, thì các cái giai đoạn ở phía sau nó sẽ có tính kế thừa từ cái giai đoạn trước. Nếu bạn làm ở giai đoạn detail thì các bạn sẽ kế thừa từ giai đoạn basic, và nếu bạn làm từ basic thì bạn sẽ kế thừa từ concept. Thì kế thừa đây nó sẽ bao gồm kế thừa cả về các ý tưởng về thiết kế, hay là cả kế thừa về những cái mô hình 3D chúng ta đã có. Ví dụ các mô hình ở concept thì thường chúng ta có nhiều đơn vị họ làm concept bằng SketchUp, thì chúng ta có thể kế thừa mô hình SketchUp. Hay là chúng ta có những cái mô hình Max, chúng ta có mô hình Revit, chúng ta có những bản vẽ CAD, chúng ta có những cái bản vẽ tay, vân vân. Thì nói chung là chúng ta sẽ có những cái điều kế thừa. Và bước vào mỗi giai đoạn ấy, không chỉ là giai đoạn bản vẽ kỹ thuật mà bất cứ giai đoạn nào, thì sẽ có những cái yêu cầu khác nhau cho mỗi giai đoạn đấy về các vấn đề về bản vẽ. Và các bạn là người triển khai thì các bạn cần phải nắm rõ được tính chất của các bản vẽ kỹ thuật của mỗi giai đoạn. Các bạn phải hiểu rõ được là mình kế thừa những cái gì và mình loại bỏ những cái gì ở cái giai đoạn trước đó, làm sao cho phù hợp nhất ở cái giai đoạn mà chúng ta sẽ thực hiện. Ok, đấy là cái điều lưu ý số 1. Cái điều lưu số 2 là các bạn sẽ cần phải phân biệt rõ cho mình đó là mô hình Revit Concept và mô hình Revit Detail. Tức là sao? Khi chúng ta làm Revit hay chúng ta làm BIM ấy, thì cái việc mô hình 3D, tức là mô hình hóa các công trình chúng ta, cần có một cái mục tiêu nhất định. Ví dụ các bạn làm Concept thì cái mô hình Revit các bạn nó sẽ có cái mục tiêu là Concept. Nhưng khi các bạn đi vào giai đoạn Detail thì cái mô hình các bạn sẽ cần có những cái tiêu chuẩn của một mô hình Detail. Và mô hình dành cho triển khai thì có một cái yêu cầu, đó là cần cái sự chính xác cao. Lưu ý là cần cái sự chính xác cao. Ở cái giai đoạn concept ấy, thì nhiều bạn do các vấn đề về tiến độ mà các bạn dựng Revit nó không chuẩn. Các bạn chỉ dựng để có cái hình khối, các bạn dựng cho có bức ảnh render. Các bạn dựng nó rất là nhanh và thường nhiều tính diễn họa. Và với cái điều này ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất rất lớn đến việc các bạn sử dụng nó cho các vấn đề về triển khai bản vẽ chi tiết, hoặc các bạn không thể sử dụng nó cho các giai đoạn như là thống kê bóc tách dự án. Bởi vì các bạn đã dựng fake thì tất cả mọi thứ sẽ trở thành fake, đúng không ạ? Do vậy thì người làm triển khai cần xác định rõ những cái vấn đề đang tồn tại trong mô hình con Revit concept. Các bạn phải hiểu rõ chúng ta dựng fake ở chỗ nào, cái nào chúng ta dựng đúng, cái nào chúng ta dựng sai, cái nào chúng ta có thể chỉnh sửa. Sau đấy thì các bạn phải xác định được mức độ chi tiết mà dự án cũng như năng lực của nhóm dự án các bạn có thể đáp ứng được. Từ đó các bạn tiến hành tùy chỉnh mô hình concept một cách cực kỳ kỹ lưỡng cho mình, đặc biệt là tùy chỉnh các yếu tố liên quan đến 3D trước khi đưa nó vào sử dụng cho quá trình triển khai bản vẽ. Các bạn lưu ý nhé, các bạn phải tùy chỉnh mô hình concept trước khi các bạn sử dụng nó cho mô hình detail. Rất nhiều bạn bê luôn cả cái mô hình concept bước vào detail, dẫn đến khi bạn sản xuất bản vẽ là sai hết. Các bạn gần như không sử dụng được các bản vẽ đấy bởi vì nó lỗi rất rất nhiều. Và ở rất nhiều trường hợp thì chúng ta không sử dụng concept Revit cho cái giai đoạn concept, thường chúng ta có thể là sử dụng các phần mềm khác, hoặc có thể chúng ta sử dụng CAD. Thì hoặc là do cái mô hình Revit concept chất lượng quá thấp thì nhóm dự án bắt buộc cần phải dựng lại dự án từ đầu sao cho đạt chuẩn của một mô hình Revit detail. Thì cái tiêu chuẩn này thì các bạn làm dự án rồi, các bạn thấm nó thì các bạn sẽ hiểu thôi. Và mình lưu ý các bạn rằng một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mô hình sẽ đảm bảo cho quá trình triển khai các bạn diễn ra một cách thành công. Lưu ý số 3 đó là các bạn cần phải hiểu rõ năng lực của nhóm triển khai của chính các bạn. Do cái yêu cầu về sự chính xác đặc biệt dành cho các dự án phức tạp ấy, thì nhóm dự án cần phải cân nhắc về năng lực của đội ngũ nhóm mình. Các bạn giỏi cái gì? Các bạn có thể sử dụng Revit ở mức độ nào?
Đấy, các bạn có những tài nguyên gì rồi, các bạn có thời gian bao nhiêu lâu, đấy, tiến độ dự án là như thế nào. Từ đấy thì các bạn xác định được cái khả năng mà các bạn có thể ứng dụng Revit cho cái dự án này. Các bạn có thể xác định được cái mức độ chi tiết lot và mô hình Revit mà các bạn có thể đạt được. Ở nhiều dự án ấy, hoặc ở một số công ty, do các cái vấn đề mà mình nêu trên ấy, thì rất nhiều các công ty họ sử dụng biện pháp là kết hợp linh động giữa Revit và CAD. Thì việc sử dụng CAD ấy, thì nó có thể giúp các bạn nhiều trong nhiều trường hợp là đi nhanh hơn. Không phải tất cả trong tất cả trường hợp, nhưng ở một số các dự án đặc biệt có thể nó giúp các bạn đi nhanh hơn. Nó nhờ cái tận dụng nguồn nhân lực CAD có sẵn của công ty, các bạn đã có những cái bạn sử dụng CAD rất là thành thạo, đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể tận dụng các nguồn tài nguyên CAD có sẵn ở các bản vẽ chi tiết. Các bạn có nhiều bản vẽ chi tiết, các thư viện chi tiết rồi, các bạn không cần phải dựng lại con Revit nữa mà tận dụng luôn từ CAD. Một cái ví dụ cơ bản là các bạn có thể sử dụng Revit khoảng tầm 60% dự án mà các bạn dùng CAD cho khoảng tầm 40% dự án. Hoặc các bạn có thể sử dụng Revit cho các bản vẽ đạt cao nhất ở tỷ lệ 1/50, 1/100. Còn ở những cái bản vẽ chi tiết cao hơn như 1/10, 1/5, 1/2, 1/25 thì các bạn có thể sử dụng AutoCAD, các bạn có thể xuất từ Revit sang CAD để bổ cấu tạo. Đấy là một cách đi. Mình không khuyến khích nhưng đó là một cách đi mà các bạn có thể xem xét. Và mình nói rằng cái về lâu dài ấy, thì các bạn nên cân nhắc việc sử dụng Revit cho toàn dự án. Tuy nhiên, cái này cần một cái quá trình, cần một cái sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng các bạn nhé. Rồi, vấn đề số 4 đó là vấn đề về tiêu chuẩn. Cái giai đoạn triển khai bản vẽ kỹ thuật ấy, là giai đoạn mà cần cái mức độ tiêu chuẩn hóa rất cao, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hiển thị bản vẽ này, cái quy cách bản vẽ này, cái bố bản vẽ này, các đường nét này, ký hiệu này, text này, chữ cá, chữ viết này, đim kích thước nó như thế nào, đúng không ạ? Mỗi doanh nghiệp thì sẽ có những tiêu chuẩn riêng. Ở Việt Nam chúng ta chưa có một cái bộ tiêu chuẩn chung, nhưng ở một số quốc gia thì đã có những cái bộ tiêu chuẩn đồng nhất trong việc thể hiện nội dung bản vẽ. Và với Revit thì các kiến thức đó sẽ liên quan đến các cái yếu tố như là 2D Family Annotation, tức là những cái yếu tố liên quan đến đường lưới cột này, đường level này, các đường ký hiệu, các đường chú thích, nó liên quan đến Family. Hay nó sẽ liên quan nhiều đến Template của dự án, hay là liên quan đến View Template, hay liên quan đến Object Style, Light Style, Light Pattern, Lightweight, vân vân và rất là nhiều. Thì mình cam kết các bạn là những cái kiến thức này mình sẽ nhắc đến trong khóa học này. Tuy nhiên, bản thân các bạn là người học và các bạn sẽ là người làm việc thì các bạn cần chủ động nắm rõ các cái tiêu chuẩn này của công ty các bạn, của dự án các bạn để ứng dụng vào cho công việc làm sao cho nó phù hợp. Nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là lo lắng với vấn đề này. Tuy nhiên, mình có thể cam kết các bạn, khẳng định các bạn là cái vấn đề về tiêu chuẩn có thể giải quyết không quá phức tạp nếu các bạn thực sự nghiêm túc, nếu các bạn nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ từ các chuyên gia lâu năm. Nó cũng có thể đạt được sau một cái thời gian các bạn tích lũy làm việc dự án, sau một cái số dự án các bạn làm với Revit. Và đặc biệt cần có một cái sự cam kết nghiêm túc trong cái vấn đề này. Các bạn cần phải nghiêm túc nghĩ đến nó, các bạn phải làm sao để mỗi dự án trôi qua các bạn phải có những cái gì đọng lại trong vấn đề tiêu chuẩn để có thể ứng dụng và kết hợp nó lại với nhau để thành một cái bộ tiêu chuẩn cho công ty các bạn. Nhiều bạn đó là lên mạng, lên internet, lên các group xin các bộ template, các bộ tiêu chuẩn. Thì mình khuyên các bạn ấy tránh việc sao chép các bộ tiêu chuẩn này mà không có sự hiểu biết rõ ràng. Mình lưu ý tiêu chuẩn là nó unique, nó là cụ thể, nó riêng biệt cho từng doanh nghiệp. Nên tránh việc sao chép các bạn nhé. Các bạn sao chép các bạn không sử dụng được đâu. Vấn đề thứ 5 là một cái vấn đề mà các bạn biết rất là rõ, đó là vấn đề về phối hợp bộ môn. Thiết kế xây dựng thì luôn luôn đối mặt với liên quan đến việc phối hợp với nhiều bên, công ty A, công ty B, công ty C, hay kết hợp giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện. Việc phối hợp này nó có thể diễn ra trên cùng một nền tảng, thật là tuyệt vời nếu cả ba công ty kiến trúc, kết cấu, cơ điện sử dụng cùng Revit. Tuy nhiên, cái trường hợp đấy nó rất là ít và thường là chúng ta sử dụng trên nhiều nền tảng. Ví như là đội kiến trúc thì họ sử dụng Revit, đội kết cấu họ dùng Tekla, đội cơ điện họ lại dùng CAD hoặc Revit Map, hoặc đội nội thất thì họ lại dùng SketchUp, 3ds Max vân vân. Có rất là nhiều. Thì do vậy các nhóm dự án cần phải cân nhắc lựa chọn giải pháp cho phù hợp để làm sao cái công việc chúng ta có thể diễn ra nhịp nhàng giữa các bên, tránh cái việc là thân ai nấy lo, tránh cái việc là thầy bói xem voi các bạn nhé. Và cái điều này nó là vô cùng quan trọng trong suốt cái quá trình thiết kế dự án, chứ không chỉ mỗi trong giai đoạn triển khai qua vẽ, được chưa? Và vấn đề cuối cùng mà một vấn đề vô cùng đau đầu, đó là vấn đề về chỉnh sửa.
đúng không ạ? Bất cứ cái chỉnh sửa nào trong dự án cũng là một vấn đề gây nhức nhối, nhất là những cái bạn trước đây sử dụng CAD. Với Revit thì gánh nặng này đã phần nào được giảm tải nhờ việc sử dụng cái mô hình BIM thống nhất. Tuy nhiên thì nhóm dự án cần có một cái chiến lược đối phó, nhất ấy là khi cái giai đoạn bổ kỹ thuật thường diễn ra từ rất là sớm, khi mà thiết kế nó còn chưa hoàn tất chúng ta đã bắt đầu đi bổ rồi. Và những người đứng đầu, những cái người trưởng nhóm cần có sự khoanh vùng các cái khu vực tiềm ẩn rủi ro cao về vấn đề chỉnh sửa, từ đó có sự kế hoạch bố trí công việc sao cho phù hợp. Về mức độ công cụ thì các bạn sử dụng Revit để bổ thì các bạn hiểu là chúng ta Revit có những công cụ thuần 2D, tức là nó không liên quan gì đến mô hình 3D, không cập nhật khi mô hình 3D chỉnh sửa, như là những công cụ là detail line, những công cụ về reason, những công cụ về masking reason, những công cụ liên quan đến text. Và lời khuyên của mình là người triển khai cần hạn chế việc lạm dụng các công cụ này, và thay vào đó các bạn cần phải khuyến khích sử dụng các công cụ khai thác trực tiếp từ mô hình 3D, như là công cụ về tag, hay là các bạn sử dụng những cái loại family 2D có chứa tham số để thay đổi được khi cái thiết kế thay đổi. Được chưa? Thì đấy là 6 cái vấn đề mà mình lưu ý các bạn trước khi các bạn bước vào giai đoạn triển khai. Như mình nói, 6 vấn đề này nó không chỉ là liên quan đến triển khai mà nó còn liên quan đến tư duy các bạn sử dụng Revit cho toàn bộ dự án, cho toàn bộ các giai đoạn trong dự án. Nếu các bạn cần cái sự tư vấn nào rõ hơn thì các bạn có thể liên hệ mình với các thông tin liên hệ trên màn hình. Mình rất vui được hợp tác cùng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học triển khai của chúng ta.